Ok. Đây. Cái này được gọi là Android Studio. Đúng không? Đây. Cái này được gọi là Android Studio. Các bạn có thể giao diện nó khác một chút không sao, các bạn cứ đáo cái bản mới nhất cho cô. Thì các bạn nhìn nhá, nhìn trên cái màn hình kia này, các bạn nhìn từ góc bên trái ấy. Đây. Các bạn đưa con trỏ vào đây, nó là cái SDK đúng không? Thấy chưa? Manager, các bạn click chuột vào đây. Đó. Các bạn sẽ thấy ở đây là cái này là SDK. À, các bạn khi cài Android Studio thì các bạn có SDK, còn Java rồi thì có SDK rồi. Ok chưa? Các bạn không có lo. Khi các bạn cài lên thì bạn chỗ này là SDK này. SDK này là cái cái gọi là cái giống như SDK á, mà là cái bản riêng của thằng Android, tức là cái lõi để các bạn chạy được thằng Android. Nó phải có anh này, không có anh này nó không có được nhá. Cái này ta gọi là SDK. Đấy. À thì trong SDK này nè, Android SDK thì các bạn có các cái version, các bạn nhìn thấy cô nha. Thì ở đây là có sẵn một số cái version nè. Thì một số cái version cũ này thì các bạn không quan tâm, tại vì nó cũ quá rồi, đúng không? Thì bây giờ các bạn quan tâm mấy cái version nè, version trên cùng nè. Thì version hiện tại mà chạy đang ổn định là 28, 29. Hiện tại con đang cài hết cả hai cái, các bạn chỉ cài một cái là được rồi. Thì cứ lưu ý nhé, cách các bạn chọn cái version cho Android hết tất cả các ngôn ngữ điều khiển khác. Ví dụ như cái version nào mà đang mới ra nhất thì một cái version để chạy ổn định. Mình chạy thì sẽ chạy lưu lại một version, hiểu không ạ? Ví dụ có bảng SR không quan tâm. Ví dụ có bảng 10 và bảng 9 thì các bạn tốt nhất là chọn bảng 9. Tốt nhất là chọn bảng 9 ha. Bảng 28 á. Đấy. Trước đây thì cô chạy bản 9 mới ra thì cô sẽ chạy bản 27, 28 vừa rồi, cô chạy bản 27. Thấy cái số chưa? Đó, khi nó chạy ổn định nhất. Cứ lưu lại một version thì nó sẽ chạy ổn định nhất. Đó chưa? Còn những cái khác không cài, một số bằng là các bạn select toàn bộ các bạn cài hết, nó lên cả trăm ghi luôn. Nó ngồn dữ liệu ghê, là ngồn cái tay nguyên ghê lắm. Thế nên ta cài một vài cái các bạn hãy dùng thôi. Được chưa? Chọn 128, 129 là được rồi. Thấy chưa? Được chưa? Đó, thì cái này là cái SDK. Tiếp theo nha các bạn. Tiếp theo là cái SDK Tool. Trong SDK Tool thì có là Android SDK Tool nè. Là cái này phải có nè, Platform Tool cũng phải cài nè. Được chưa? Các bạn mở rộng ra, show package ra các bạn xem nè. Các bạn chọn cái version để cài, đừng có cài hết nó nặng lắm. Ở dưới này các bạn cũng chọn một vài cái version các bạn cài thôi. Và có một cái nữa là Google Play Service này thì sau này các bạn cài, cần làm tới các bạn cài, còn hiện tại chưa cần. Click chuột cài cũng không sao, cài vô. Các bạn apply cái nó sẽ tự động nó cài. Được chưa? Cô không có cài thì màng ở đây nó chậm. Được chưa? Đấy, thì đấy là cái SDK. Được không ạ? Rồi đến cái thứ hai là máy ảo đấy các bạn. Các bạn chọn vào đây nè. Đấy, AVD là Virtual Device, là ADV. À, các bạn click chuột đây, tôi xóa đi nha. Delete đi. Đấy, các bạn mở ra là nó chưa có gì. Đấy, cái này hiện tại chưa gì. Khi máy ảo là các bạn có các loại máy ảo như sau. Một là các bạn dùng máy ảo của Android. Cái máy ảo á, cái AVD Virtual Device thì nó sẽ có là một là các bạn dùng của Android. Hai là có cái máy ảo là Zenimotion. Ba là cái Nox. Bốn là cái BlueStacks. Cái mà các bạn hay cài lên ở trên game á. Được chưa? Ờ đúng rồi. Để các bạn chơi game là cái này. Thì thứ nhất là cái giả lập này á, thì các bạn tôi khuyên là không nên dùng nó. Bởi vì thế này, sau này một số tính năng á, nó sẽ bị lỗi. Nó bị lỗi, nó cài không được ha. Cụ thể nhất là vừa rồi có một bàn bảo vệ cái dự án thất nghiệp ấy, chạy trên BlueStacks. Thế là chạy cái map,
chạy không nổi luôn, nó lỗi ngay, chạy máy thật thì được, chạy máy ảo cũng được, thế là ông cứ sờ quần hoài, thế là bị điểm, bị trừ điểm chỗ này, bị trừ điểm chỗ này luôn. Nó cũng được nhưng phải biết cấu hình nhé. Cái này một số bạn cũng giả lập để chơi game thì phải biết cấu hình chỗ này nè, không biết cấu hình cũng không được nhá. Thì có hai cái game hay dùng nhất đó là Android và Dailymotion. Thì anh này là anh độc lập, anh này gắn với Android Studio, thì hai anh này bản chất nó nặng như nhau, cho nên là thôi mình dùng luôn cái này, hiểu không ạ? Trước đây á, cái thời mà cô đang dùng cái Eclipse để cô chạy Android á, thì cô sẽ dùng cái anh này. Nhưng mà từ khi cô cài cái Android Studio bắt đầu anh này thịnh hành nè, anh này bắt đầu ok á, chạy nhiều, thì tôi dùng cái Android của anh này luôn, cái máy ảo của anh này luôn ha. Đấy, cụ thể là cô đang làm ở trên, được chưa? Còn nếu bạn nào thích cái riêng cũng được nhá, không sao hết, thì cô hay dùng cái này. À, hoặc nếu bạn đang có máy mà yếu quá không thể dùng được máy ảo thì các bạn kiếm cái dây cắm mất, các bạn cắm cái máy thật vào để chạy, view được máy ảo trên máy thật luôn. À, dùng cái gói phần mềm mà đọc được cái máy nhìn được cái máy thật của bạn luôn, sâu lên cái máy ảo luôn, hiểu không ạ? Thì nó sẽ không bị nặng. Thế là các bạn cắm máy thật các bạn chạy luôn. Rồi bây giờ nhá, đây cô Korea cái device này. Đây, ok phải chưa? Giờ đây các bạn nhìn này, các bạn nhìn nhá, ở chỗ này các bạn sẽ thấy là có tất cả những nông mốc phỏng như kiểu là tin đó, là tin máy tính, là điện thoại các bạn thấy đó, có bao nhiêu in đây. Thì các bạn để ý này, ở dưới này có cái chữ Play Store, có dấu lớn hơn, dấu nhân đòn đấy đúng không? Play Store. Thì nên chọn những cái nào mà có Play Store. Tại vì sau này các bạn mà làm các tính năng cái thứ ba khi thất bạc chi ấy, ví dụ như là Facebook này, hay là ví dụ như là Map này, hiểu ạ? Thì phải có Play Store để cài lên máy ảo, cài Facebook lên máy ảo luôn, hiểu ạ? Thì phải có anh này, phải có anh này mới được. Thì các bạn cài kiếm anh nào có anh này thôi, được chưa? Rồi next nào. Khi đến đây mở ra các bạn sẽ thấy là nó sẽ cho tròn, đây là recommend, đây là nó gửi các bạn tròn những cái bản này. Thì các bạn thấy là nếu các bạn tròn bản 28, 29 ấy, thì nó chạy nó ok, nhưng mà một số cái nó phải có quyền, có permission, giống tính chất bảo mật. Ngày xưa Android mới ra, nó không có bảo mật. Thậm chí là có thể viết được cái phần mềm mà đặt được message của bạn luôn. Giờ không cho, không, giờ không cho ạ. Giờ muốn là khi cài của máy nó sẽ hỏi, có cho phép đặt cái thông tin này không? Nó gọi là permission, hiểu ạ? Nó không cho. Cho nên là nếu mà cái bản 24 nó chạy êm luôn. Chạy êm luôn, tùy các bạn chọn bản nào nhé. Nếu các bạn chọn bản 27, khi mà thấy có chữ download này, thì phải click chuột để download này. Những cái này có download sẵn rồi. Ha, những cái này có download sẵn rồi. Ok. Bản này đang lỗi ạ, à, không có dùng. Đấy, mình cứ chọn next, giờ khỏi phải down nữa ha. Và finish. Cái cô đang chạy bản 28 thấy không? Và các bạn start thôi, có cái nút start đây. Lâu lâu các bạn chạy có thể nó nặng quá, thì các bạn xóa đi, các bạn lên end lại. Xóa tức là làm sạch cái máy ảo á. Như kiểu các bạn là tự nhiên lại máy á, máy ảo. Vì nó phải chịu nhớ mà. Tự nhiên lại. Đó, chạy up. Cái màn hình này nó cứ dài dài. À, ok, kéo đưa trầu vào đây này, kéo ra cho nó dần dãn ra cho nó vui. Thấy không? Đường rãi, đường rãi này, thấy không? Thấy nó dài dữ quá. Ok, chờ xíu đấy. Cái này tắt đi được rồi. Đây. Được chưa? Đây là máy ảo nhá. Rồi, xong cái phần giới thiệu máy ảo. Thì bây giờ tôi sẽ giới thiệu các bạn phần tạo project. Và cái này cô sẽ ghi và quay màn hình rồi, cho nên là yên tâm nhé. Cô sẽ hướng dẫn các bạn tạo project. Đây, các bạn vào là file, chọn new project. Các bạn nào biết tạo chưa? New project các bạn đó. Rồi, các bạn nhìn nhá. Ở trong này thì có rất nhiều cái lựa chọn. Và bạn lựa chọn cái này có cái menu, có cái lock screen, có cái có map, từ từng lúc nhưng đừng có chọn bất cứ cái nào hết. Chọn cái entity cho cô, tại vì sao? Nếu các bạn chọn bất cứ cái gì á, nó xin cô
tiên là các bạn chọn cho cô cái thư mục này. Cái thư mục này cô chọn rồi là móc 103 rồi, cơ bản rồi. Bây giờ cô đặt cái tên, cô check rồi, đặt tên lớp mình là LT153 mấy các bạn? Ok, LT15303 demo nha. Rồi các bạn nhìn ạ. Ở đây là nó sẽ có là chọn language nè. Nó có Kotlin hoặc là Java thì chúng ta sẽ chọn Java. Lý do tại sao có Kotlin? Đó là như này ạ. Cái anh Java này là anh của Oracle mua lại đúng không? Oracle phát triển. Thì ông Android này là của ai ạ? Của Google. Mà bây giờ ông Google lại ông phụ thuộc vào Oracle. Hiểu không? Tức là khi mà phụ thuộc thì có thể ông kia không thích, ông không support nữa hay gì đó là khó chịu đúng không? Thì anh Google anh mới phát triển ra một cái ngôn ngữ riêng là Kotlin để từ từ anh này thay thế cái Java. Nhưng các bạn đừng lo. Bởi vì sao ạ? Nếu các bạn mà lập trình tốt Java sau này các bạn chuyển sang Kotlin trong 1 phút 30 giây thậm chí có cái phút để convert code từ Java sang Kotlin luôn. Hiểu ạ? Có luôn, convert được code luôn các bạn. Đúng không ạ? Cho nên là không đừng có ngại cái việc mà đang học Java hay là Kotlin. Tại vì mình đang học nền tảng Java. Cho nên mình cứ theo một nền tảng Java sau này cần code Kotlin và code bình thường. Hiểu ạ? Ok. Rồi, đúng rồi, cả Python, Python cũng ngôn ngữ đáng học lắm. Rồi, tiếp nè. Đây là Minimum API. Minimum API thì các bạn chọn cái API khoảng 17, 16 gì đó. Đừng có chọn cao quá nha. Chọn cao quá xong đấy thì một số máy nó không có tương thích nhá. Mà chọn thấp quá cũng vậy. Đúng không ạ? Nhưng mà yên tâm. Chọn xong rồi nếu mà gặp lỗi về cái version minimum này á, các bạn có thể sửa trong code ha. Sửa thoải mái cho nên không có sợ, cứ chọn cái này đã. Cái độ tương thích của nó tầm xấp xỉ là 99,2% là được rồi. Hiện tại là ta đang dùng cái version Android X, các bạn thấy không ạ? Cái Android X này có cái bản mà 27, 28 trở về trước là nó là bản Android thuần thường. Cái này X là viết cái extension á, cái phần mở rộng thêm. Sau đây các bạn finish. Nhấn finish thì các bạn phải chờ. Đây các bạn thấy nó chạy chưa? Các bạn chờ. Nó sẽ download một số cái tài nguyên ở trên mạng, nó phải synchronize được thế không? Thấy không? Tầng 1 học sinh này synchronize. Đấy, cái này được xong là tiếp nó lên chạy ha. Khi nào nó chạy xong thì nó mới hoàn thành. Đừng có click chuột để làm gì cả. Cứ chờ nó chạy xong đã, không nhiều gì đổi. Hiểu không? Không hiểu đổi, cứ chờ đi thôi. Khi nào mà trên góc kia nó hiển thị từ app là được. Các bạn, ạ, được. Đấy. Để không anh? Ok, next đi. Rồi, next đi. Rồi, finish. Nó sẽ dài như kia đi. Được chưa? Rồi, ok, xong. Thì các bạn thấy ở trên nó thì những chữ app là hoàn thành. Rồi. Các bạn để ý nha. Bây giờ cô sẽ chỉ các bạn một số cái. Tôi sẽ giải thích với các cây thư mục của nó nhá. Nhìn nào. Đây, hiện tại này. Các bạn thấy chúng ta có cách cách cái con nhỏ gì đó. Hiển thị theo cái dạng Android thì nó hiển thị theo cái này. Nếu hiển thị theo cô check các bạn, thì nó sẽ hiển thị theo dạng cây thư mục các bạn này. Được chưa? Cây thư mục này. Được chưa? Thì thông thường để dễ nhìn nhất á, là các bạn nhìn theo kiểu Android. Android đấy phải có chữ ảo. Nếu ở đây không hiển thị chữ ảo là hình thái cái các bạn chưa ok đâu đó. Hiểu không? Rồi các bạn để ý này, trong cái Gradle script này, các bạn sẽ có hai cái file gọi là build grade. Một cái là các bạn có cái chữ project, tức là cái này nằm ở thức mục ngoài cùng ở của project. Sau này các bạn học thêm nâng cao, các bạn sẽ phải cấu hình ở đây. Hiện tại là những cái này nó thường cấu hình, các bạn không quan tâm. Học Android cơ bản cũng chưa quan tâm cái này. Và có một cái file build grade nó nằm ở app là thế này. Đấy, cái minimum của ta đây nè. Min NDK version có đang để là 27. Và cái đang chạy hiện giờ là 29. 17, chứ nếu các bạn muốn đổi cái này các bạn chỉ cần sửa vào đây thôi. Và xin lại cái này
16 ạ. Nếu cô muốn đổi thành cái bản min của cô là 16. À, thì các bạn nhìn thấy bên góc bên phải là có synchronize now, thấy không? Thấy không? Nhìn thấy không mấy đứa? Thấy chưa? Các bạn thấy bóng một đây, nó sẽ đồng bộ. Hiểu không ạ? Đấy, cứ bất kỳ đổi cái gì ở trên này thì nó bắt sinh lại, đồng bộ lại. Và ở đây phải cài, cài xong là ok. Phải đường đến cài xong, hiểu không ạ? Đấy, thấy chưa? Khi nó đổi cấu hình đây, sau này các bạn sẽ add thêm một số cái thành phần thứ ba nữa vào đây, à, các phần mềm khác vào đây, ta sẽ add vào đây, add xong cũng phải sinh lại. Rồi, đó, hai file tương đối quan trọng ha. Rồi tiếp là các bạn, bây giờ tôi sẽ giải thích các cái cây thư mục phía trên này, các bạn nhìn này. Thấy không? Giờ đây các bạn thấy là ở đầu tiên là có cái thư mục manifest, thấy không ạ? Nói chưa? Thấy không? Manifest. Ok. Cái manifest này á, thì nó chứa các bạn này nhìn nhá. Nó có cái file Android manifest. Cái file này làm cái gì? Trong này nó sẽ cấu hình liên quan đến cái app các bạn. Ví dụ như sau, à, nó sẽ bắt buộc các bạn khai báo activity, rồi bắt buộc các bạn khai báo một số cái thành phần khác, ví dụ như sơ bình các bạn học sau. Và ngoài ra nó vẫn có bắt các bạn ở trong này là khai báo permission nhá, phân quyền ha, permission ở trong này luôn. Đó, thì nữa tôi sẽ quay lại cái này một lần nữa. Rồi, hai là các bạn nhìn nào, thư mục thứ hai là thư mục Java. Trong thư mục Java thì có cái này là cái package nha các bạn, cái package. Đấy, giống như Java các bạn thôi. Thì ở đây các bạn thấy có một cái file đầu tiên, đó là file main activity. Cái này là file với chấm Java. Ok. À, thì trong cái file này các bạn để ý nè, nó sẽ tham chiếu tới một cái layout, gọi là giao diện nha. Thì nó sẽ giải thích cái layout. À, đấy, cái layout đấy nó nằm ở dưới này. Được chưa? Và nó có một cái file R. Ô, có cái file R nằm đâu? Một cái file R. Cái app. Có hẳn cái definition của cô đâu nhỉ? Cái view, cái selector, cái file R. Cái file R. Cái file R. Bình thường cái kia nó nhìn dễ lắm. Cái này tôi nhìn hỏng ra cái file R. Nó có một cái file R. Nó từ sinh. Cái file R này các bạn này, cái này lưu ý là nó là một cái file các bạn. Nó là một cái file nhá. Nó là một cái class. Và class này là từ sinh. Cái này là nó generate là nó từ sinh. Generate từ đây. Nhưng mà ở đây nó không có thank you.
dài con này kéo thả được kia các bạn. À, cái này từ Hello World, nếu các bạn có thể xóa này đi kéo cái khác vô thì tôi sẽ demo sau. Được chưa? Thì cái file layout này này, câu chuyện này nè, nó phải được kết hợp với một cái file Java. Trong cái file Java này nó sẽ tương tác với cái file layout này. Nếu không layout nó vô nghĩa. Được chưa? Đấy, và nó kết hợp với file layout bằng tôi lấy set. Set content view này các bạn. Được chưa? Set content view. Và đấy là tôi sẽ gọi cái R là file resource.layout tên của file. Ok. Cái tiếp theo thư mục bitmap này cũng là thư mục chứa hình ảnh nhá. Đấy. À, tuy các bạn muốn để đâu cũng được, nó đều nhận biết có hai cái này để chứa hình này. Cái thứ ba là cái value. Trong value này chứa ba cái file. File thứ nhất là color, giống như CSS ở trong cái HTML á ha. Màu sắc này khai báo màu sắc. Hai là cái chuỗi. Chuỗi này thì các bạn giống như khai báo hàng chuỗi vậy đó. Tên của chuỗi nè. Cái này là chuỗi của ta nè. Khi ta gọi ta sẽ gọi cái chuỗi này. À, cái thứ ba là style. Style này các bạn sẽ được học ở trong cái môn giao diện Android. Tức là các bạn có thể tạo cái style CSS giống như là cái môn HTML vậy đó. Hiểu không ạ? Kiểu cách tạo nó khác thôi. Ok. Đó, thì đấy là cô giới thiệu sơ các bạn về cái thư mục và các cái file nó đóng vai trò gì. Đấy, thì đầu tiên các bạn nhìn nào. Các bạn thấy cái main activity không ạ? Nhìn nha. Cái này là một cái activity. Thì muốn cái này được chạy, được hiểu thì bắt buộc phải khai báo trong manifest. Các bạn nhìn nào. Thấy chữ activity không ạ? Tên của nó là main activity, thấy không ạ? Ok. Thì sau này, tức là một cái app các bạn thì có nhiều activity như thế này. Thì các bạn muốn mà dùng cái activity nào thì phải khai báo trong này, không khai báo nó không hiểu. Được chưa? Rồi cái thứ hai nhìn nào. Ở đây có một cái gọi là intent filter. Intent filter này các bạn thấy có hai cái thuộc tính của nó là như này, một action, hai là cái category. Cái action này á, là nó chỉ ra là cái main này là nó chính là cái activity chính. Cái thứ hai nữa là cái launcher, có nghĩa là khi chạy, khi run cái app này lên thì cái main activity này được chạy đầu tiên. Hiểu không ạ? Cái main activity này được chạy đầu tiên. Hiểu ạ? Ok. Rồi bây giờ tôi chạy thử các bạn coi nha. Đây các bạn chạy thử. Các bạn nhấn run. Run các bạn run ở đâu? Các bạn run ở đây. Cây mũi tên đây nè, nhấn run. Thì các bạn phải chờ. Thấy nó chạy chưa? Các bạn phải chờ. Tuy nhiên máy nó chậm nhưng có thể chờ cả tiếng. Tốt nhất là nâng cấp máy có SSD. Máy SSD thì nó sẽ run nhanh hơn. Khởi động cũng nhanh, máy chạy cũng nhanh. SSD. Máy SSD nè. RAM 8 nè. i7 nè. Thế hệ 8 nè. Đấy. Cô cái ngày xưa cô dùng cái máy i5 là cô phải thay đổi từ một cô bằng một cái SSD 128 cũng dễ nên nó mắc lắm. 128 một chiều 2 cũng được đó. Giờ rẻ lắm rồi. Giờ rẻ rồi thôi để cô mua nó hơi mắc. Thế nó có 128 ghi à. Bây giờ các bạn 500 ghi cô bây giờ chưa được 1 triệu. Chịu không? Hay hơn. Giờ để đúng không? Đấy, đè đó. Thế là cố gắng thay được cái SSD, không nâng cấp được RAM thì thay được cái SSD cho cô. Chạy nhanh hơn nhiều lắm. Xong rồi đó. Ôi trời ơi, nhanh không? Nói câu xong rồi. Đấy. Thấy chữ Hello World chưa? Đây nó chạy bên bây giờ này. Cô sẽ tạo cho các bạn một cái activity mới. Và cô sẽ thay cái activity kia thành main. Nhá. Cô các bạn nhìn này. Uống nước đã, nói nhiều quá. Rồi rã họng luôn. Phải nói các bạn mới hiểu được. Được không? Hiểu không? Cái nhóm dưới này ồn có này có hiểu gì không? Hiểu đúng không? Mà sao ồn như thế? Các bạn ồn là tôi phải la lớn. Ừ. Ừ, ok. Ừ.
Rồi. Rồi, 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 nghe, 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 nghe. Bây giờ nha. Cô sẽ tạo activity. Thì bây giờ các bạn nhìn là cô làm từng bước một ha. Có hai cách tạo nè. Cô cách đầu tiên là cô sẽ tự làm khó mình ha. Cách đầu tiên để cô tạo cho các bạn nhìn nè. Đầu tiên các bạn vào cái Java. Các bạn click chuột phải, các bạn new cho cô một cái class. Sau này thì không khuyến khích làm theo cách này đâu. Nhưng mà giờ cứ làm đi, tôi demo các bạn coi thôi. Java class. Cô đặt tên là demo activity. Được chưa? Cô enter cái. Cái anh này nè các bạn, nếu mà không biết là các bạn nhìn vào đây này, anh này anh phải extend cái anh nào app compact activity đúng không? Thì các bạn extend nó là như là extend kế thừa nè. App compact activity. À ok. Trong này nó sẽ có một cái gì ạ? Trong này nó sẽ có một cái hàm gọi là on create. Đúng không? On create. Các bạn chỉ cần gõ chữ on create thôi. Nó sẽ tự động nó add những cái liên quan. Được chưa? Rồi để đó đã, chưa nói gì. Được chưa? Vậy tôi được một anh này demo activity. Được không ạ? Bây giờ tôi tạo giao diện, các bạn nhìn nhá. Cô tạo giao diện nè. Cô sẽ vào layout, cô sẽ tạo một cái giao diện. Cô sẽ new một cái layout resource file. Cô đặt tên là demo ship gạch activity. À thì cái này lưu ý là khi đặt cái tên của cái này thì bắt buộc phải viết thường hết, viết hoa là lỗi ạ. Được chưa? Ship gạch dấu cách không được nhá, số không được. À, số hình như được, số 1 được không? Được luôn, nhưng mà không được viết hoa nhá. Viết hoa có chữ A là lỗi ngay. À nó ngặt vậy đó. Rồi ok. Ok các bạn, ok cái. Thì cái này tạo ra một cái liner layout đúng không? Một cái layout này tôi đặt ở trong này là cái text. Kéo thả cũng được nhá, hay gõ cũng được. Bây giờ text, text view tôi đặt vào đây. Đấy, tôi đặt cái chữ là hello world. Các bạn có thể sửa bằng cách là các bạn vào cái attribute các bạn sửa nè. Text nè. Cô đặt là hello, lớp mình là LT15303. 03 các bạn. Rồi. Cô cho thôi, tôi gõ nhanh hơn á. Tôi cho cái kích thước nha, text size nè. Text size nè. Tôi để là 30 SP nè. Text color nè. Color nè. Để red nè. Ok. Phải không? Để là color AMOC nè. Android 2.color. Ví dụ như các bạn là để red duck. Đây, ví dụ cái màu red duck đấy. Để red không không chịu ạ. Được chưa? Rồi. Các bạn thấy chưa? Thấy ok chưa? Rồi, muốn cân giữa thì ta có thể cân giữa. Đó, tùy các bạn làm sao, cái này bữa sau làm sao. Text align. Text alignment là để center thì nó sẽ cân giữa, chữ này nó sẽ nhảy ra giữa, được chưa? Đó. Cái giao diện nó y như là các bạn làm web vậy đó. CSS vậy đó. Chỉ có khác một chút là cái cách viết thôi. Đó, có màu sắc căn giữa rồi căn trên của margin. À có margin. Bạn học CSS chưa? Có margin top luôn. Margin top. Cô để là 30 dp. Đó thì nó đẩy phía lên phía trên thấy không? Đây, để 130 dp nó đẩy xuống đúng không? Đó, margin top left ok. Rồi. Bây giờ cô muốn add cái giao diện này vào anh này. Thì cô phải là set content, content view. Set content view thì ta để là r.layout. Demo activity khi nãy vừa tạo xong. Được chưa? Là xong. Đấy. Bây giờ cô chạy là nhìn nào. Bây giờ chưa chạy được các bạn, phải khai báo cái activity này ở trong manifest. Nó hề chưa hề có, bắt đầu các bạn phải khai báo vào. Các bạn lại phải có cái thẻ activity. Đây demo activity, đóng cái này lại. Khai báo là việc thứ nhất. Việc thứ hai, muốn chạy cái này đầu tiên thì các bạn copy anh này đưa xuống. Cắt anh này đưa xuống đây. Vậy là tôi thay thế cái main, không cho cái main là cái chính nữa, mà tôi thay bằng cái demo activity là cái chính. Hiểu không ạ? Xong, bây giờ chạy nha. Run. Chạy lại ha.
Các bạn chờ xíu. Ôi nóng thiệt chứ bộ. Rồi uống nước ha. Chưa? Ra chưa? Chưa? Ra chưa? Ủa sao không thấy gì trời? Ơi, không. Coi. Device type 5RED1 gì đây? Locket xem có lỗi gì không? Không có lỗi. Nó chạy từ lưa. Coi error nè, phải mình nhảy sang error xem nó vắng lỗi. Ui lỗi. Khoan, có lỗi gì, từ bình thường. Đây để mua chơi thôi, bình thường không làm cái này đâu. Ồ sao lại bảo file input stream? Rồi ok, bây giờ tôi sẽ coi lại, tôi sửa nha. Cái này thì các bạn coi lại cho cô chỗ này nè. Không ra, nó vắng lỗi nhìn nè. À, ta có anh này. Anh này là bundle save instant. Anh này là có bundle save instant và có nullable này nữa. Rồi ok. Cái này on create. Đây thấy không? Thấy nó khác không? Save instant. Đấy, tôi bỏ, nó có mấy cái luồng nó bị bỏ luôn nhá. Create nhiều cái, create lắm. Bỏ lại cái create này ha. Thế bỏ anh này luôn. Ok. Hết lỗi nha. Ok, chạy lại nè. Nó do cái input stream, tức là cái luồng vào á, lúc nó gọi vào á, nó lỗi. Đó, lỗi thì mình sửa thôi. Đấy, chờ xíu, rồi chạy lè, lần sau chạy lè lắm. Rồi, ra chưa? Ok, được chưa? Cái hello world nhá. Ra chưa? Rồi, bây giờ nè, đó là cách thứ nhất. Chạy các bạn nếu mà làm từng bước, để cô cố tình làm cách này để mô tả cho các bạn biết rằng, tức là nó sẽ tách rời nhau. Đầu tiên là các bạn sẽ có một cái file activity, các bạn phải kết hợp với một cái layout, và các bạn phải khai báo nó ở trong manifest, ok chưa? Được chưa? Đó là cách thứ nhất, cách này phức tạp và dễ bị lỗi đúng không? Rồi cách thứ hai là nhìn nè. Các bạn vào các bạn click chuột vào cái package này, click chuột phải, chọn new, nhưng bây giờ đừng chọn new Java class nữa mà ta chọn cái activity cho cô. Thấy chưa? Sau trong này các bạn chọn cho cô empty activity, nhớ chọn empty đừng chọn cái khác. Thấy chưa? Rồi đặt tên activity, ví dụ cô nói là đặt tên cái đăng nhập. Thông thường các bạn làm app á, ví dụ app có quản lý hay có cái phần đăng nhập đâu đúng không? Rồi cô làm vào đăng nhập login. Ok chưa? Các bạn đừng có bỏ chữ activity để tôi phân biệt là nó là activity hay là những cái khác, hiểu không ạ? Đấy, tại vì activity nó là một component riêng của thằng Android. Bữa nào ta sẽ có một buổi học về cái activity này. Rồi ok, các bạn thấy nó sẽ lock layout name, nó sẽ tạo sẵn ta activity login nè. Nhấn finish. Rồi các bạn nhìn nha. Nó sẽ tự động, nó sẽ nhìn nào, nó sẽ tự động tạo activity login, thấy không ạ? Nó tự sync code luôn nè. Tạo login activity nè, tích hợp vô luôn nè. Ok. Và trong manifest nè các bạn thấy không? Nó add login activity, nó tự động add vào luôn, mình không phải add tay nữa. Thấy chưa? Tức là mấy cái bước ta khi nãy làm từng bước một, bây giờ thì nó sẽ làm hết cho các bạn. À, bởi vậy cho nên cô sẽ giải thích vì sao cô phải giải thích kỹ, bởi vì thế này. Rất nhiều bạn gặp lỗi. Gặp lỗi cái chỗ này luôn, không biết sửa luôn. Hiểu không ạ? Và thậm chí các bạn xóa cái này mà các bạn không biết, các bạn Ctrl X cái này, các bạn xóa. Khi xóa cái này thì chỗ app này nó mất nè. Nó không tìm thấy cái launcher, không tìm thấy cái main. Thì chỗ này nó bị gạch chéo và các bạn không biết cách sửa luôn. Hiểu không ạ? Tức là các bạn phải hiểu khi mình lỗi là mình đang lỗi chỗ nào và fix lỗi chỗ nào. Hiểu không ạ? Đấy. Rồi bây giờ tôi muốn chèn cái login này là chạy đầu tiên thì cô chỉ cần thay cái này thôi. Đấy. Cô làm xương xương một cái nha. Đây, cô làm một cái cho vui nè, nhìn nè. Ở đây này, cô sẽ làm một cái form login. Hiện tại là nó là đang constraint layout thì cô sẽ không làm constraint layout mà cô sẽ đổi nó thành là linear layout. Các bạn vào đây
Đây, cô sẽ đổi nó thành linear layout nha. Các bạn để cái này là linear layout. Cái layout linear này là layout tuyến tính. Tuyến tính ha. Thì các bạn đặt ở trên thì nó nằm trên, đặt dưới nằm dưới. Thì nó có hai hướng, một là hướng dọc và hai hướng ngang. Hướng vertical là hướng từ trên xuống, hướng dọc. Horizontal là các bạn ngang. Các bạn phải chọn cái orientation. À, các bạn chọn cho cô là vertical để là nó làm theo cái hướng tuyến tính theo chiều thẳng đứng. Rồi bây giờ cô thêm cái gì thì nó tự động nó thả vào thôi, các bạn nhìn nhá. Cô thêm một cái là plain text đi ha. Đấy, thả vào nó nằm ngay ở đầu. Đấy, cô đổi cái này, cái text cô để xóa đi. Cái này cô để cái hint. Hint là lời nhắc. Trong cái web thì nó là placeholder. Có ai nhớ cái placeholder không? À, thì lời nhắc thôi. À, các bạn có là từ đồng cái chuối nó mất, đúng không ạ? Trong web á, người ta gọi là placeholder, thì ở đây người ta gọi là hint. Là ví dụ như là nhập gì đấy ạ? Nhập user name. Các bạn qua đây các bạn thấy nè. Thấy chưa? Nó sẽ là cái chữ mm. Ok. Rồi tiếp là cô nắm cái cô thả vào đây nè. Thấy chưa? Rồi cô xóa cái này đi. À, cái này cô để cái hint là nhập password. À, ok chưa? Và đây nó là kiểu password thì input type á, các bạn chọn cho cô là text password. Thì khi hiển thị là nó sẽ có sao á các bạn, đúng không? Rồi. À, sau bây giờ cô muốn để thật tự mấy đứa ơi. Cái này cô để như nào? Cô để hai cái button. Nhìn nha. Cô để hai cái button, một cái là đăng nhập, một cái là hủy, đúng không? Như vậy thì các bạn nhìn nè. Thì hai button mà muốn nằm chiều ngang á thì cô phải cho một cái layout mới. Khi nãy là layout chiều dọc đúng không? Thì cô phải làm layout mới, cho nên cô phải sẽ vào layout. Cô chọn linear theo horizontal, cô nằm cô thả vào. Thấy chưa? Đấy, đó là một cái layout mới. Hiểu không? Rồi. Bây giờ cô sẽ kéo hai button vào nè, nhìn nè. Button 1 thả vào đây. À, button 2 thả vào đây. Được chưa? Thấy không ạ? Nó sẽ căn chỉnh đều. Và cái linear layout này các bạn đặt cho cô nè. Đây, nó sẽ có một cái linear layout này horizontal nè. Các bạn match cái này width, đồ rồng là match parent, nó vừa khít với thằng cha của nó. Còn cái dưới là cô để wrap content là vừa khít với cái nội dung. Các bạn thấy nó sẽ co lại nè. Nó co khít với cái nội dung luôn. Đó. Trong này có hai button thì các bạn đổi tên là cái này các bạn để là đăng nhập. Cái này để là hủy. Thì ở đây có một cái trọng số nè, cái weight. Cái trọng số này nếu để cái 1:1 thì hai ông này sẽ bằng nhau. Nếu để cái này 2:1 thì nó chia thành hai phần. Ông này chiếm hai phần, ông này chiếm một. Một phần, nếu cái này tôi để 2 nhá. Thì hay lắm, nó sẽ chiếm hai phần. Ông này sẽ gấp đôi ông này. Hiểu không ạ? Các bạn cho bằng nhau nó bằng nhau. Hiểu không ạ? Đấy. Đây cô để sẽ là 1:1. Nó sẽ tự cân bằng nhau. Đấy, thấy không? Được chưa? Rồi. Cái form này các bạn muốn để ở giữa, căn chỉnh giữa từ trên xuống thì các bạn sửa cái layout này nè. Gravity các bạn đặt là central vertical. À, thì nó đẩy vào giữa. Thấy không? Nó đẩy vào giữa. Từ đầu nó đẩy xuống giữa, thấy không? À, đó, nó sẽ căn giữa ở đây. À, tất nhiên là các bạn còn nhiều thứ nữa cho nên kể các bạn ha. Rồi bây giờ nè, thêm cái logo nè. Bây giờ cô sẽ copy một cái logo vào đây. Được không ạ? Bây giờ cô sẽ copy, các bạn nhìn nhá, cách làm hình nhá. Nhân tiện tôi sẽ demo luôn. Các bạn lên mạng, các bạn search cho cô một cái hình. Hoặc tôi lấy cái hình này luôn, click chuột phải. Save image. Và tôi có hình này đuôi là PNG, ok. Logo, ok luôn, tôi sẽ copy vào lớp của mình. Demo Android, demo Android cơ bản LT15303, đúng các bạn? Đó. Các bạn, ôi trời phức tạp quá. Bây giờ tôi sẽ copy lên desktop là nhìn nào. Ok chưa? Đó, đỡ phức tạp, tôi vào desktop.
tôi copy. Đây, Ctrl C này các bạn. Tôi sẽ Ctrl V luôn anh này. Vào cái drawable nè, được click chuột vào drawable, Ctrl V luôn. Và ở đây các bạn thấy là nó có chữ 24 đúng không? Không copy vào đây, ta copy vào drawable thôi, drawable thôi. Nếu copy vào 24 nó không biết đâu, nó không nhận ra ha. Đây, cái version này version cũ. Ok, copy vào đây. Ok. Được không ạ? Cô sẽ có cái logo ở đây. Vậy bây giờ cô các bạn nhìn nào, cô sẽ nắm cô kéo thả vào đây nhá. Cô sẽ vào image view. Nắm thả vào đây. Ra, cô sẽ chọn project, cô sẽ chọn đây logo chưa ạ? Đúng không? Ok. À, nắm vào đây tôi kéo lên phía trên này. Không chịu à? Không chịu tôi copy. Đấy, bây giờ nó không chịu tôi cầm, tôi sẽ copy như này, Ctrl X, tôi Ctrl V ở ngay đầu. Nếu mà kéo mà cảm thấy nó khó kéo quá, lên đâu chưa? Rồi, bây giờ các bạn muốn mà cái này khoảng cách của cái này mà cách xuống dưới á, thì tôi sẽ làm như này nè. Tôi sẽ để cái margin bottom. Margin bottom, cô để của nó là 30 dp. Các bạn nhìn thấy nó sẽ có cái khoảng cách, thấy không? Nó giãn ra. Giãn ra không? Đấy, ví dụ như là 50 dp, nó giãn rộng rộng ra xíu. Thấy chưa? Ok. Rồi. Thì chạy cái này lên nè, các bạn chạy nha. Khoan tôi kiểm tra, tôi đã đưa đây, đưa con trỏ về đây rồi. Ok, bây giờ chạy nè. Chờ xíu. Chờ xíu nha. Nói hơi nhiều. Được không, hiểu không? Thì có thể lúc cô làm hơi nhanh thì các bạn ở đây coi lại cái video. Dạ, yeah. Đấy chưa? Mấy đường cơ bản đẹp ngay đúng không? Có hình vô đẹp ngay. Đấy chưa? Đó là gì ạ? Đọc lên đúng không? Đấy, hai cái button. Còn những cái khác cũng được, những cái CSS được học từ đâu có chỉ từ đó. Đấy chưa? Thì cái này là một cái file đầu tiên các bạn làm thì các bạn thấy á, các bạn có hai cách để cốt, một cách bạn nắm các bạn kéo vô, cách thứ hai các bạn sửa bằng tay, cách nào cũng được hết, các bạn làm quen nhưng các bạn lại thích sửa bằng tay hơn. Rồi cách học, thôi hôm nay khoan đã, để tôi dừng cái video nó dài quá.